Hello, xin chào các bạn. Chào mừng bạn đến với podcast Trạm Cuối Ngày cùng Thái Văn Linh. Podcast là nơi bạn có thể học hỏi những mẹo thực tế mà Linh đúc kết trong hơn 23 năm làm việc để áp dụng vào cuộc sống và công việc của mình. Đây là podcast số 5, bàn về chủ đề làm gì khi mắc sai lầm trong công việc. Trước tiên, Linh muốn chia sẻ với các bạn một điều là trong quá trình thực hiện series podcast này, Linh như thấy được những hình ảnh của mình trước đây thông qua những vấn đề mà các bạn đặt câu hỏi cho Linh. Chủ đề ngày hôm nay cũng đem đến cho Linh nhiều cảm xúc vì nó cho thấy một phần rất con người trong mỗi chúng ta. Có những lúc làm đúng và cũng có những lúc làm sai. Với nhiều năm làm việc ở các vị trí khác nhau, nhiều lần chuyển qua một ngành hoàn toàn mới mẻ với mình, thì dù đã rất cố gắng, nhưng Linh cũng không tránh khỏi việc mắc lỗi hay phạm phải những sai lầm trong công việc. Đôi khi, nó cũng gây ảnh hưởng đến kết quả chung và mình cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người. Do đó, Linh hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm với các bạn khi ở trong tình huống tương tự. Nhưng thật sự, sau nhiều năm trôi qua, Linh nhìn lại những sai lầm đó thì Linh cảm thấy biết ơn nhiều hơn là hối hận. Có thể vào thời điểm đối mặt với sự cố, bạn sẽ cảm thấy thật khó khăn và mất phương hướng. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua và mình cần hiểu rằng tất cả những lỗi lầm là một phần trong hành trình học hỏi và hoàn thiện bản thân của mình. Để sửa sai và làm lại tốt hơn, không có cách nào hơn là chúng ta phải trang bị khả năng đối mặt và vượt qua nó sớm nhất có thể. Với Linh, mỗi một sự cố không may xảy đến, bằng cách này hay cách khác, đều là những bài học để chúng ta hoàn thiện mình. Tuy nhiên, khi thất vọng về bản thân vì phạm phải sai sót, bạn có thể sẽ dễ cảm thấy bối rối trong việc tìm cách để giải quyết vấn đề hay rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình. Đó cũng là tình huống mà Linh nhận được từ bạn Minh Minh. Bạn chia sẻ, em buồn quá chị ơi, em thấy bản thân giận vật quá. Hôm nay vì em nộp báo cáo chậm nên khiến cả team bị trễ tiến độ dự án. Em nên làm gì bây giờ hả chị? Trong podcast hôm nay, Linh sẽ chia sẻ với Minh Minh và các bạn 3 điều nên làm khi phạm sai lầm trong công việc để kiểm soát tình hình tốt hơn và nhanh chóng vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Việc đầu tiên mà bạn nên làm khi có sự cố phát sinh trong công việc là hãy nhận trách nhiệm về bản thân mình thay vì tìm cách biện minh hay đổ lỗi. Vì dù nguyên nhân xuất phát từ đâu, thì bạn cũng cần là người chịu trách nhiệm cuối cùng với kết quả công việc của mình. Dù cho bạn đang là sếp hay đang làm việc ở vị trí quản lý, thì khi nhân viên cấp dưới của bạn phạm phải sai sót, bạn cũng cần phải chịu trách nhiệm với cấp trên vì đã quản lý chưa tốt. Linh biết nhiều bạn thường nghĩ việc nhận sai sót là chấp nhận sự yếu kém của mình. Đó là lý do chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để giải thích. Dù vậy, chính việc viện cớ hay đổ lỗi mới là yếu tố chính chỉ ra sự yếu kém của bạn. Ngược lại, nhận trách nhiệm là hành động thể hiện được sự chủ động của bạn trong việc nhìn ra thiếu sót của chính mình trước khi phân tích và đánh giá đến những yếu tố khách quan khác. Thứ hai là bạn nên học cách cân bằng trạng thái cảm xúc của mình. Trạng thái tâm lý thường thấy của chúng ta mỗi khi mắc lỗi trong công việc là tinh thần đi xuống và bị những cảm xúc tiêu cực chiếm lấy tâm trí. Điều này sẽ tác động đến quá trình bạn xác định vấn đề và đưa ra giải pháp để xử lý tình huống. Không chỉ vậy, những cảm xúc này còn có thể vượt khỏi phạm vi công việc và gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của bạn. Linh biết có khá nhiều bạn khi gặp sự cố trong công việc sẽ luôn tự trách chính mình, dẫn đến việc mất tự tin vào bản thân. Việc mắc kẹt trong những cảm xúc không tốt này sẽ phần nào hạn chế đi niềm vui và các hoạt động khác xung quanh cuộc sống cá nhân của bạn. Một mẹo nhỏ Linh thường làm là hãy đặt thời hạn cho những cảm xúc của mình. Ví dụ, khi rất muốn nhận được một dự án nào đó, nhưng cuối ngày nó thuộc về một nhóm khác, Linh sẽ tự cho mình 5 đến 10 phút để cảm nhận nỗi buồn. Tất nhiên, tùy theo mức độ thất bại, thì thời gian buồn của mình có thể dài thêm hay ngắn đi. Trong thời gian đó, Linh sẽ đi dạo một vòng, nghe một bài nhạc hay nhắn tin kể lể với ông chồng. Nói chung là làm bất cứ việc gì khiến mình thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng chỉ 10-15 phút thôi nha. Sau khi hết thời gian để buồn đó, Linh sẽ quay trở lại làm việc và sẵn sàng tinh thần để giải quyết vấn đề. Như vậy, điều thứ ba bạn cần chú ý
là xác định nguyên nhân vì sao bạn để sự cố đó xảy ra và nỗ lực tìm cách giải quyết hay khắc phục hậu quả. Như trường hợp của bạn Minh Minh, thì sau khi nhận trách nhiệm về mình, xin lỗi sếp và đồng nghiệp, bạn hãy tìm cách giải quyết mọi thứ. Nếu hôm đó báo cáo vẫn chưa xong, hãy cố gắng hết sức và bằng mọi giá để hoàn thành nó, như chấp nhận ở lại văn phòng làm cho xong, không xong, không về. Hoặc bạn có thể kiểm tra lại từng chi tiết của báo cáo, xem dữ liệu đã đúng hết chưa. Nếu chưa, hãy sửa lại ngay lập tức. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chủ động xung phong tham gia vào những công việc khác mà đồng nghiệp của mình đang tiến hành để hỗ trợ mọi người tăng tiến độ hoàn thành dự án của họ. Bằng cách đó, bạn vừa có thể đảm bảo hiệu suất công việc, vừa lấy lại uy tín cho bản thân và lòng tin từ mọi người sau sự cố vừa xảy ra. Cuối cùng, bạn cần nghiêm túc nhìn nhận sai sót của mình và rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân. Trong thời gian đầu đi làm và cả khi bắt đầu khởi nghiệp, Linh cũng không tránh khỏi những lần phạm phải sai lầm như trên. Và bài học quan trọng mà Linh đã học được để sớm vượt qua những cảm xúc tiêu cực là chấp nhận rằng sai sót là một phần trong công việc để mình có thể trưởng thành hơn. Mỗi sự cố xảy ra là một tín hiệu cho thấy bạn vẫn đang miệt mài tiến về phía trước. Điều cốt yếu là bạn cần phải bình tĩnh, dành thời gian quan sát và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân để tránh lặp lại cùng một sai lầm. Hãy tự tạo động lực cho mình bằng cách nghĩ về những mục tiêu sắp tới, những thành tựu bạn đã đạt được và những điểm mạnh mà bạn đang có. Thay cho lời kết, Linh có một thông điệp khác muốn chia sẻ cùng các bạn. Để không quá áp lực mỗi khi phạm lỗi sai trong công việc, bạn có thể nhắc nhở chính mình với suy nghĩ: sự cố trong công việc là điều chỉ có thể hạn chế chứ không thể tránh khỏi. Một sự cố phát sinh hay một vấn đề xảy đến không có nghĩa bạn là người thất bại hoàn toàn. Những trở ngại ấy, dù to lớn và khó khăn đến đâu, thì chúng cũng không đại diện hay thể hiện cho toàn bộ phẩm chất của con người bạn. Công việc là một phần trong cuộc sống, và sai sót đó chỉ là một phần trong công việc khi bạn chưa có đủ kinh nghiệm. Khi bạn biết nhận lấy trách nhiệm, xoay sở đi tìm giải pháp giúp giải quyết vấn đề, là bạn đang trên hành trình học hỏi, phát triển và hoàn thiện mình. Hy vọng những mẹo nhỏ mà Linh vừa chia sẻ sẽ giúp cho Minh Minh và các bạn khác biết cách đối diện với tình huống khó khăn của bản thân và vững tâm hơn trước những vấn đề tương tự trong tương lai, nếu có. Nhưng Linh hy vọng là sẽ ít ít thôi nha. Bây giờ thì Linh chúc các bạn có một giấc ngủ ngon nha.